Quý vị khán giả thân mến, chúng ta cùng trở lại với sân vận động Thường Thục để tiếp tục theo dõi diễn biến hiệp 2 trận tứ kết cuối cùng vòng chung kết U23 châu Á giữa tuyển U23 Việt Nam và U23 Iraq. Chúng ta đã có hiệp đấu đầu tiên khá xuất sắc, nhập cuộc tự tin, thi đấu chủ động và sớm có bàn thắng vươn lên dẫn trước với pha lập công đầu tiên ở giải đấu của Công Phượng tại giải đấu năm nay, sau pha tung người móc bóng của người đóng thế Phan Văn Đức ở trận đấu này. Sau bàn thắng của U23 Việt Nam, Iraq cũng chưa có được một thế trận sáng sủa, nhưng rồi thì may mắn cũng đến với U23 Iraq khi họ được hưởng một quả penalty và chân sút mang áo số 10 Ayman Hussein họ đã thực hiện thành công để gỡ hòa một đều cho U23 Iraq. Một pha ghi bàn, một tình huống xuất phạt mà chút xíu nữa thôi môn Bùi Tiến Dũng của chúng ta đã cản phá thành công. Trong hiệp đấu thứ hai này, U23 Việt Nam sẽ bảo vệ cầu môn ở bên phía tay phải màn ảnh của chúng ta. Một cuộc đối đầu với một đội bóng mạnh hơn chúng ta về thể lực, chiều cao tốt và những phẩm chất kỹ thuật cũng tốt hơn so với U23 Syria. Rõ ràng đã mang đến một hiệp đấu đầu tiên có những thách thức trong khoảng 20 phút cuối, nhưng không thể phủ nhận chúng ta đã chơi rất tốt trong hiệp 1. Đức Huy, đường truyền của Quang Hải, cả hai đội đều không thực hiện sự thay đổi nhân sự nào trong đầu hiệp hai này. Trời rất chủ động, chúng ta cũng đã thực hiện số đường truyền không thua đối thủ là bao, với 5 lần sút cầu môn so với 4 của U23 Iraq. Chiều cao tốt hơn giúp cho Ayman Hussein vẫn là người chạm bóng cuối cùng. Đình Trọng rất bình tĩnh, Đức Huy khó khăn đã qua đi. Cần phải hạn chế khoảng trống dành cho cao thủ Iraq. Iraq có rất nhiều cầu thủ sút xa tốt, khoảng cách 25 đến 30 mét so với thành luôn có rất nhiều phương án giải quyết tình huống. Cả hai cầu thủ người đá chính lần đầu tiên của U23 Việt Nam ở trận đấu ngày hôm nay là Xuân Mạnh và Phan Văn Đức đều đã thi đấu rất tốt ở hiệp đấu thứ nhất. Riêng Xuân Mạnh thì cầu thủ này đã hạn chế được rất nhiều khả năng tấn công biên ở bên phía cánh phải và anh đang chấn giữ những tấn công cánh trái của U23 Iraq, đặc biệt là sự nguy hiểm của số 3. U23 Iraq cũng tạo ra một đội hình rất cơ động và sẵn sàng tạo áp lực ngay lên phần sân của U23 Việt Nam. Quang Hải đưa một bóng chính xác cho Văn Thanh. Phan Văn Đức
mềm mại. Dù mới có trận đá chính đầu tiên của cầu thủ này thi đấu nói là rất bản lĩnh, thi đấu đầu tiên xử lý bóng rất bình tĩnh, mềm mại, quyền chuyển và cũng là xử lý thông minh, góp rất nhiều vào bàn thắng của Công Phượng. Chế những cú cho bóng bổng vào trong của đội bạn. Chiếc thẻ vàng dành cho Phan Văn Đức. Safa Furazi có hiểm rất lớn ở tuyến giữa của Hà Lan đó. Sẽ không bất ngờ nếu lại làm cú cho bóng bổng. Và có bóng rất tốt của Tiến Dũng. Tiến Dũng đang phải tiêm thuốc giảm đau mới có thể thi đấu được ở trận này. Rất cao để bắt bóng và tiếp đất rồi đã tìm kiếm giúp đi đọc. Phan Văn Đức, đường chuyển nhanh của Đức Huy, làm tường tốt. Quang Hải, đường chuyền cho Xuân Mạnh, vẫn là Xuân Mạnh, không được, không ai đón được đường chuyền vừa rồi của Xuân Mạnh. Cú căng ngang như vừa rồi của Xuân Mạnh là hợp lý. Sau đó là một quyết định phạm lỗi của đối phương. Cần để ngăn cản Real Madrid phản công. Thành Xuân Trường, Đức Huy, 4 cầu thủ, 5 cầu thủ của UEFA Europa tranh chấp.
trong sân của chúng ta. Tốc độ của Công Phượng thì có lẽ không kịp. Trí cho số 19 thường xuyên đá chính ở những trận đấu trước, đó là Amjad Hoàng. Huấn luyện trưởng của UHVS ông Abdul Ghani Sahab tuyên bố là ông muốn đánh bại đội bóng của chúng ta ngay trong 90 phút thi đấu chính thức, và sự điều chỉnh vừa rồi là để thay đổi hàng công. Đội trưởng Barca và Duy Mạnh và Xuân Mạnh đều áp sát khiến cho đội trưởng bên phía Ngoại Bayern không thể thực hiện được đường truyền tốt, nhưng nó là một pha bóng cho thấy là các cầu thủ của chúng ta đã biết cách để bóng lót cho nhau như thế nào. Văn Thanh, vẫn là Văn Thanh, Phạm Văn Đức, Xuân Trường, Xuân Trường. Đường truyền lại hơi non. Đây là một pha bóng rất nguy hiểm. Tiến Dũng không vào. Bóng đã đi hết đường biên ngang. Một pha phản công rất nguy hiểm của U23 Iraq. Cam lướt của Ayman Hussein thực sự đã khiến hàng phòng ngự của chúng ta rối loạn ở tình huống này. Bóng đã trôi hết đường biên ngang. Trường. Pha phạm lỗi của Jumong Mohamed. Hai.
Trần Quang Hải. Nhanh nhất là phạm lỗi. Quang Hải rất khéo. Đức Huy đường truyền cho Công Phượng, bóng vẫn trong sân. Công Phượng không việt vị. Xuân Mạnh không vào hậu, ở tình thế rất khó nhưng Phạm Văn Đức vẫn kịp trả bóng, và nếu thành công thì đó là một bàn thắng rất ấn tượng. Nhưng tiếc là đó không phải là một pha dứt điểm đủ lực. Điều đáng khen là cái cách mà chúng ta triển khai pha tiếp cận cùng Thuận Trường. Công Phượng đang chỉ có hai cầu thủ áo đỏ. Công Phượng một pha bóng đầy táo bạo của người đã mở tỷ số trận đấu. Quả đá phạt góc cho chúng ta, nhưng đúng là các cầu thủ của chúng ta đang có được sự tự tin rất lớn. Một pha bóng điển hình trong cách chơi mà U23 Việt Nam với nhiều cầu thủ đã thể hiện cùng nhau trong nhiều năm qua. Một cú phát bóng rất hay của Xuân Trường. Công Phượng đã nhắm bước di chuyển của Phan Văn Đức nhưng hậu vệ đối phương đã kịp phá. Cả những điểm mạnh nhất của các cầu thủ chúng ta đều được thể hiện trong pha bóng vừa rồi. Quang Hải vẫn còn. Đúng như ông Băng. Sợi dây liên kết giữa Công Phượng và Phan Văn Đức đang là rất tốt. Và đây thực sự là một điều bất ngờ, khi gần như đây là trận đấu lần đầu tiên Phan Văn Đức và Công Phượng thường xuyên kết hợp cùng nhau. Phá bóng kịp thời. Cho tới lúc này đội bạn vẫn đang rất kiên trì với một phương án là chuyền bóng dài hướng đến cái đầu của Ayman Hussein. Ayman Hussein rất vất vả cho cầu thủ của chúng ta. Làm gì? Rất tốt. Rất tốt của Tiến Dũng. Để có pha bóng tốt vừa rồi thì cũng phải kể tới công hai cầu thủ phòng ngự đã sẵn sàng khiến cho góc sút của tiền đạo bên phía U23 Iraq không còn được thuận lợi. Đó là một phương án quen thuộc. Thank you.
rất ngẫu hứng. Quang Hải luôn có thể tạo ra những pha bóng đầy phấn khích. Xuân Trường đang kiểm soát rất tốt tuyến giữa với khả năng thu hồi bóng và phát động tấn công. Đinh Trọng. Đức Huy. Rất hợp lý, Quang Hải. Không được. Cho tài thủ phạt Phạm Xuân Mạnh. Bên phía U23 Iraq, như vậy là số 8 Mohamed Khalid Zoumaili đã ra sân. Số 15 Ibrahim Kamin vào sân. Một sự thay đổi ở khu vực giữa sân của U23 Iraq. Rất hay. Xuân Trường. Quang Hải. Dứt điểm. Cú đá gợi nhớ lại bàn thắng vào lưới của Myanmar ở giải M50 Cup. Cái điều này thì Quang Hải không có nhiều khoảng trống như vậy để thực hiện cú đá từ xa. Quả đá phạt ở ngay sát vạch 16m50. Sự lựa chọn cho các chân sút áo xanh. Sẽ có rất nhiều thử thách dành cho hàng phòng ngự của chúng ta ở tình huống này. Qua đi với một tình huống đấm bóng của Tiến Dũng. Sau đó là một pha phạm lỗi xứng đáng phải nhận thẻ phạt.
Park Hang-seo cũng tỏ ra rất bất bình với tình huống vào bóng vừa rồi. Và phạm lỗi của cầu thủ đã vào sân trong hiệp đấu thứ hai, đó là Karim Amzet. Ở trận đấu với U23 Syria thì Đình Trọng cũng đã bị đau và là một trong những cầu thủ chơi tốt nhất của chúng ta ở trận đấu đó. Quả cảm đó là cách mà các cầu thủ của chúng ta đã thi đấu ở giải đấu lần này trước những đối thủ rất cao to và đầy sức mạnh của đối phương. Hamza Adnan. Đội tuyển Iraq hiện nay cũng có một cầu thủ mang họ Adnan, đó là Ali Adnan. Cánh trái rất hay. Cũng quần áo của đội Indonesia. Trong thành phần U23 Iraq trận đấu này, chúng tôi thống kê được tới 8 cầu thủ đang quần áo đội tuyển quốc gia. Đình Trọng. Rất nguy hiểm. Thêm một tình huống lan xả nữa, đó là pha xử lý của Văn Thành. Trưởng Pesa rất nguy hiểm. Tuyệt vời pha vào bóng của Đức Huy. Trọng tài xác định đã có lỗi của tiền đạo bên phía U23 Iraq. Đình Trọng một lần nữa nằm xuống sân sau tình huống ngăn cản hết sức quả cảm lăn xả, trong đó có cả Đỗ Duy Mạnh. Đúng là chúng ta đã lăn xả để ngăn cản cú đá vừa rồi của số 15 Ahmed. Tình huống mà Duy Mạnh và Đình Trọng đã va vào nhau để nỗ lực ngăn cản của đối phương. Và thua tưởng chừng như rất gần với chúng ta rồi. Nếu không có sự lăn xả thì gần như chắc chắn là Ahmed Ibrahim đã làm tung lưới khung thành của Tiến Dũng rồi. Phút
phút thứ 75 của trận đấu. Tỷ số vẫn đang là 1-1. Những hình ảnh như thế này của Duy Mạnh, của thủ môn Tiến Dũng và của Đình Trọng thực sự là những hình ảnh mang đến sự tự hào cho người hâm mộ thể thao Việt Nam, người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Thì các cầu thủ của chúng ta đã thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo. Cả hai huấn luyện viên đều tuyên bố sẽ giải quyết trận đấu trong 90 phút. Chắc chắn là đều đã có những giải pháp, những phương án cho cả thời gian đá của hai hiệp phụ và thậm chí là luân lưu. Cho tới lúc này thì huấn luyện viên Park Hang-seo của U23 Việt Nam vẫn còn trong tay cả ba quyền thay đổi cầu thủ. Nhưng có vẻ như khác với huấn luyện viên Sahak, sự lựa chọn của huấn luyện viên Park Hang-seo là không nhiều. Nhưng mà gần như những vị trí huấn luyện viên người Hàn Quốc sử dụng đến lúc này đều là những nhân sự tốt nhất. Và tiếc là trận này thì Văn Hậu lại không có được thể lực tốt. Xuân Trường, Quang Hải, Đức Huy, Tiến Dũng xử lý bình tĩnh. Xuân Mạnh, rất kịp thời, đó là Phan Văn Đức. Công Phượng đều là những pha xử lý bình tĩnh và chính xác. Trận đấu ở vòng bảng của mình thì U23 Iraq thường chơi một cuộc rất nhanh, tấn công dồn dập và ghi được nhiều bàn thắng trong khoảng 20 phút đầu tiên. Còn khoảng thời gian từ phút 75 cho đến hết trận mới chỉ có được đúng một bàn thắng. Trong khi trận đã an bài thì thắng 4-1 trước U23 Malaysia. Còn một góc dành cho U23 Iraq, Besan. Pha ngăn cản của Xuân Trường rất hay. Công Phượng, cần thêm một sự bóng lót nữa. Một sút rất thiếu chính xác của đội trưởng Bê Sa. U23 Iraq được nghỉ nhiều hơn chúng ta một ngày và cũng không phải di chuyển, nhưng họ đang phải đối mặt với một trận đấu khó khăn nhất kể từ đầu giải, khó khăn hơn cả trận đấu với U23 Ả Rập Xê Út. Australia, ông Christopher Beard mang về cho U23 Iraq một quả đá phạt.
phút 80. Cho Đỗ Duy Mạnh, đó là Thành Trung. Trận đấu đầu tiên của Nguyễn Thành Trung tại vòng chung kết U23 châu Á năm nay. Thành Trung cũng là cầu thủ đồng đội của Đỗ Duy Mạnh trong đó câu lạc bộ Hà Nội. Đứng trước bóng là cầu thủ đội trưởng Bây Sa bên phía U23 Iraq. Có gì nguy hiểm, phát bóng lên cho chúng ta. Nếu hai đội hòa trong 90 phút thi đấu chính thức thì chúng ta sẽ cùng với U23 Iraq bước vào hiệp phụ. Bóng đã chạm vào lưng của cầu thủ áo số 19 được tung vào sân ở hiệp 2 Amset. Trung vệ mới góp mặt Thành Trung cũng là một cầu thủ được bổ sung sau giải M150. Như vậy có tới 3 cầu thủ được bổ sung của U23 Việt Nam đang góp mặt ở trên sân lúc này. Công Phượng. Tôi đây là tình huống mà có lẽ trọng tài nên thổi phạt cầu thủ U23 Iraq. Đúng là như vậy. Rất tốt. Phạt mặt Đức luôn là như vậy, cực kỳ khôn ngoan. Safa. Không có chỗ cho sai lầm. Một thời điểm rất nhạy cảm khi thời gian thi đấu chính thức chỉ còn chưa đầy 10 phút nữa. Tranh chấp tay đôi, một trong điểm mạnh của Phạm Xuân Mạnh. Ali. Bây Sa. Rất kịp thời. Xử lý tốt. Quả đá biên cho chúng ta. Đang nằm sân là Xuân Mạnh. Lần đầu tiên ở giải đấu hôm nay một cầu thủ U23 Việt Nam bị chuột rút khoảng thời gian cuối trận. Thể lực là một trong những yếu tố được cải thiện rõ nét nhất của các cầu thủ U23 Việt Nam ở giải đấu năm nay. Như vậy là Xuân Mạnh đã đứng dậy và có thể tiếp tục trận đấu này.
Một thời điểm đầy thách thức với đội bóng của Park Hang-seo. Bản thân ông cũng không có quá nhiều sự lựa chọn về mặt con người. Cầu thủ mới được tung vào sân để thay cho Duy Mạnh Thành Trung chỉ có khoảng 20 phút đá ở trận đấu giao hữu với câu lạc bộ Ulsan Hyundai. Phan Văn Đức, đội bóng hơi dài của Văn Thanh. Đội bóng vẫn còn rất khỏe. Nhưng vừa rồi là pha xử lý khôn ngoan của trung vệ Bùi Tiến Dũng. Tiến Dũng rất mạnh ở khả năng đọc tình huống. Vừa rồi là một pha bóng cho thấy khả năng của cầu thủ này. Văn Thanh rất cố gắng. Đức Huy, Xuân Trường. Đức Huy, Phạm Văn Đức. Tiếp tục là Phạm Văn Đức, Công Phương. Chúng ta vẫn được hưởng một quả đá phạt góc. Thời điểm rất nhạy cảm của 90 phút thi đấu chính thức. Thành Trung cũng đã góp mặt rồi. Và vẫn nên giữ một số lượng cầu thủ đảm bảo an toàn bên phần sân nhà để phòng phản công. Một cơ hội cho U23 Việt Nam. Xuất Trường. Đây là cơ hội phản công cho các cầu thủ U23 Iraq. Khi Văn Thanh phá bóng hụt thì ngay lập tức đã có đồng đội bọc lót. Bài tấn công quen thuộc của cao thủ Iraq rất nguy hiểm. Rất may đó là một cú đá rất không tốt. Ở thời điểm mà đồng hồ đã chỉ sang phút 87 rồi. Rõ ràng thể lực không phải là vấn đề với cao thủ U23 Iraq khi mà họ vẫn còn rất khỏe. Gương mặt rất được chờ đợi của U23 Iraq vừa có một cú đá có thể nói là đáng quên. Pha ghi bàn của Ala Amhawi là một trong những pha ghi bàn hay nhất ở giải đấu lần này. Bàn thắng thứ 3 vào lưới của U23 Malaysia. Pha bóng tốt của Văn Thanh. Lỗi việt vị. Phút 88. Rất chính xác. Ở cả 3 trận tứ kết đã diễn ra thì đều không có trận đấu nào phải bước sang hiệp phụ cả. Rồi là một tình huống cho thấy hệ thống phòng ngự của huấn luyện viên Park Hang-seo đã vận hành tốt như thế nào. Các vị trí rất hiểu ý nhau. Hà Đức Trinh sẽ là cầu thủ được vào sân ở những phút thi đấu chính thức cuối cùng. Còn Công Phượng là cầu thủ ra sân. Lúc này thì thể lực, tốc độ, khả năng tì đè của Đức Trinh nhiều khả năng sẽ được phát huy. Không biết là Công Phượng đã nói gì với Đức Trinh, nhưng theo quan sát của chúng tôi thì có vẻ như trong đó có từ thi đấu tốt, có thể là một lời chúc từ Công Phượng. Phút thi đấu chính thức cuối cùng rồi.
Phút thi đấu chính thức cuối cùng của 90 phút. Nếu kéo được đội bạn tới hai hiệp phụ đã là thành công rất lớn của chúng ta. Tương đối khó hiểu cho những tình huống thời phạt. Tới 4 phút bù giờ cho hiệp đấu thứ hai. Cả các vị trí trên sân của chúng ta đều đang gồng mình để ít nhất là buộc U23 Iraq phải bước sang hiệp phụ. Và pha bóng rất mạnh lên của Tiến Dũng. Buran. Thực sự anh Biên Cương ạ, đến thời điểm này thì tôi ước gì nếu như trận đấu kết thúc với tỷ số hòa thì hai đội đá luân lưu luôn. Vâng, chúng ta đã phải gồng mình để thi đấu, gồng mình cho đến thời điểm hiện tại và sẽ rất khó khăn trong 30 phút của hai hiệp phụ vì chúng ta gặp muôn vàn bất lợi trước trận đấu này, nghỉ ít hơn. Và trận đấu cuối cùng là một cuộc tra tấn thực sự về mặt thể lực. Sự vắng mặt của Văn Hậu đã là một thiệt thòi. Nhưng rõ ràng các cầu thủ của chúng ta đã thi đấu hết mình. Và đúng là hơn 100% khả năng của họ cho đến lúc này. Pha đẩy từ phía sau. Người đang bị đau là Phan Văn Đức. Liên tiếp là những phản ứng của huấn luyện viên Park Hang-seo với những pha vào bóng nguy hiểm của cầu thủ đối phương. Ở 3 trận đấu vòng bảng thì ông Park Hang-seo không phải phản ứng quá nhiều. Nhưng đây là một trận đấu mà ông đã rất nhiều lần phải phản ứng với quyết định của các trọng tài và phản ứng với những tình huống vào bóng có phần thô bạo của cầu thủ U23 Iraq. Đứng trước bóng là đội trưởng Lương Xuân Trường. Quả đánh biên cho Xúc Ca. Thời gian đá bù không còn nhiều. Những giây phút khá hồi hộp. Văn Thanh giữ bóng và đảm bảo một thế trận thật chắc chắn. Ali. Xử lý quá hay Bùi Tiến Dũng. Khó tin là Tiến Dũng đang phải được tiêm thuốc giảm đau để thi đấu. Quang Hải không được. Đội bạn đã kịp thời cắt đường truyền cho Đức Trinh. Một pha chọc khe mà nếu như qua được các hậu vệ của UFA Iraq thì chưa biết điều gì đã xảy ra. Đức Trinh! Sút đi! Vẫn là một pha ngăn cản kịp thời của hậu vệ UFA Iraq. Hai trung vệ của UFA Iraq gần như là không rời bỏ khu vực của mình. 4 phút bù giờ đã hết rồi. Và chúng ta còn 30 phút ở phía trước. 30 phút chắc chắn là đầy thử thách.
với thể lực của các cầu thủ U23 Việt Nam. 30 phút rất dài, chắc chắn là như vậy. Chúng ta chỉ có 2 ngày nghỉ và 90 phút với U23 Syria là một sự gồng mình chiến đấu.